Thì bây giờ thì Bùi Hồ cũng đã xin được cái số điện thoại của Thảo, là con gái của cô Chính đó. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ kết nối gọi, và hiện nay tình hình của Thảo như thế nào hả cô bác anh chị? Cái giọng thành này, hello hello. À, còn sắc vàng thì chảy cặp theo cái tường này. Mình đổ như đà giải vậy đó, đổ chung luôn cái bọc. Là bao nhiêu cây sắt ở chỗ này nè, ví dụ như hai cây, hai cây biên giáp dòng hết. Còn cái này là mình đổ tăng cường thêm hai cái cây, cây riêng, cây dứt, nằm dứt mấy chồng lên trên. Là ngày mai là mình mới làm sắt hả? Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Sáng ngày hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại nhà cô Chính cùng với 5 người cháu sống trong một cái ngôi nhà một nát đó cô bác quý anh chị. Ngày hôm qua thì cũng mưa gió, các anh thợ cũng tạm nghỉ một ngày. Lý do là nước ngập ở trong cái khu nền này nè. Thì sáng ngày hôm nay các anh thợ cũng gấp rút để mà làm cuốn nền, rồi sau đó là bơm cát vô. Thì hình dáng ngôi nhà sau khi được cuốn nền lên thì bây giờ cũng đã có một cái hình dáng khá là cụ thể rồi. Ở ngoài trước này là một cái phòng khách. Các anh cũng có đổ cái phần bê tông ở dưới này nè vào chiều ngày hôm qua. Hôm qua buổi sáng mưa cũng tới chiều, thì chiều các anh cũng cố gắng tranh thủ làm luôn, đổ phần bê tông ở dưới này để sau này và các anh cuốn lên khoảng từ ở dưới cái phần bê tông ở dưới này á, lên trên thì nó khoảng lên tới phần đó khoảng 4 tấc. Là cái không gian của cái phòng khách đó cô bác quý anh chị. Ở đây thì mình sẽ, các anh sẽ xây lên một cái mặt dựng bằng gạch luôn, và cũng sẽ dán gạch luôn, giống như là một cái ngôi nhà giả tường vậy đó. Phòng khách ở tại chỗ này ha. Bề ngang ngôi nhà là 4m5. Và sau khi các anh xây lên 3 tấc ở như ở bên kia thì sẽ cho cát vào, sau đó là sẽ đổ lót dĩ, rồi đổ bê tông, rồi sau đó là dán gạch và xây thêm 3 tấc nữa để cho côn trùng nó không có vô cái ngôi nhà. Ngăn giữa phòng khách với lại cái không gian của cái hai cái phòng ở đằng sau. Và cô bác quý anh chị biết là ở đây là anh Hợp cũng sẽ làm một cái mặt dựng bằng gạch luôn, và sau đó xây tường và sẽ dán gạch lên 1m rưỡi luôn cô bác quý anh chị. Rồi sau đó ở cái phần ở trên đó thì sẽ bê. Ở đây thì làm hai cái phòng, hai cái phòng ngủ. Và chia sẻ với cô bác quý anh chị như thế này, cái cửa thì nằm ở mà đằng trước đây nè. Quay ra đằng trước Úc Đồng Tháp, cái cửa nằm ở bên đây đó. Cái cửa thì nằm ở khu nguyên bên đây, còn bên đây là một cái cửa sổ ha. Rồi sau đó là một cái lối đi. Ui dạ, đây là cái không gian lối đi này. Thì sau khi xây xong á thì anh Vũ sẽ làm cái phần toan và dừng luôn cái đến cái nhà vệ sinh đó. Đến cái nhà vệ sinh này, ở chỗ này thì sẽ làm một cái khu gọi là để mà rửa rau củ rồi đó. Thì anh Hợp sau khi xong thì anh cũng sẽ đi điện nước đồ hết luôn. Ngôi nhà này chiều dài là nó tới 12 mét, chưa kể cái phần ở đằng sau nữa. Nói chung là nó cũng khá là dài đó cô bác anh chị. Rồi sáng nay thì sau khi cuốn hết mấy phần này thì các anh sẽ thêm cát vô. Và nghe anh Hợp nói là trong cái khuôn viên của cái ngôi nền này là lên vô cát là nó khoảng khoảng 30 khối, là hình như là khoảng 10 triệu tiền cát ở trong cái khuôn viên của ngôi nền này. Tí xíu nó hỏi ảnh để cho nó gõ hơn tí xíu. Mình lên cuốn nền lên thì nhìn cái ngôi nhà nó rất là rộng luôn. 12m2 ngang 12m chiều dài, ngang là 4m5. Đó, bây giờ thì cát cũng đang chở vô kìa. Mệt không anh Lớn? Lớn rồi. Hả? Cũng mệt. Một mình anh Lớn là phải chốc hai anh thợ hồ luôn. Mệt không? Lúc nào mệt, lúc nào khỏe thì khỏe. Bây giờ khỏe hay mệt? Mệt. Hả? Đây hai người thì mình làm hơi mệt chút, thì đủ đồ thì mình ngầu chỉ mệt. Ủa sao anh đi chân không? Sao anh đi chân không? Đi chân không đẩy cái nãy đằng kia nó trơn. Ồ gạch không mà anh đi chân không nguy hiểm vậy? Ồ nguy hiểm không? Qua đây của anh chị, đây là anh Hùng. Hôm trước nói anh Hùng đẹp trai, mà đẹp trai thiệt. Anh Hùng vậy chứ có cháu ngoại rồi đó. Ở phần này là lên một viên là đủ ha anh Hùng ha. Ở dưới này lên 3 viên. Tổng cộng là ở từ cái phần mà bê tông ở dưới cho đến cái phần trên là khoảng 4 tấc anh Hùng. Có 4 tấc. Rồi ngày mai này là bữa nay vô cát luôn anh Hùng. Nay cát mình trở lại đó. Dạ. Nay vô cát rồi mai bắt đầu đổ bê tông lót dĩ đâu hả? Chưa.
chắc mai chưa đổ, mốt mới đổ kịp. Ô vậy hả? Mơ còn còn làm sắc bọng rồi đó. Dạ. Nhà mà nó có lót dĩ thành nữ ra là thấy nó ấy hên hồng ha. Để cái này nền nền cát. Xây buổi sáng nay gà xong không anh Hùng? Không, không. Vậy hả? Chiều nữa xong. Chiều nữa xong ha. Rồi hai ngày nữa là mình mới đổ cái phần. Vô cách làm xong không biết có mua gió không, không mua thì lập đi hàng luôn. Dạ. Sợ mưa cái cát xe nó lấp không được, vô không được. Dạ. Xong hỏi hợp đó, mình hỏi mình mà tôi hỏi kì. Anh Hợp bây giờ anh lên anh cũng đỡ ngại rồi. Lúc trước lên là cũng sức mồ hôi chứ không phải giỡn đâu. Sáng nay thấy thời tiết nó xấu quá hả anh? Sớm đổ đống cát xa quá nữa đẩy xe mệt á anh Hợp. Ừ, tại vì cái xe bự, xe quá bự. Rồi, đổ ngay mặt lộ cái. Từ ở dưới này là lên là khoảng, từ cái phần bê tông ở dưới này lên là khoảng 4 tấc á. 4 tấc, còn đổ thêm tấc nữa. Đổ thêm tấc nữa là ra 5 tấc. Hoàn thiện đó, hoàn thiện thêm tấc ở trên này nữa. Dạ. Rồi sau đó là mấy anh mới đổ luôn cái phần dĩ liền hết luôn. Dĩ liền hết luôn rồi sau đó là xây lên mấy viên gạch nữa. Xây lên ba tấc. Ba tấc rồi dán luôn. Ừ. Phải làm liên tục vậy mới xong. Ông anh nó chia sẻ với cô bác quý anh chị nè. À, cái tại chỗ này nè. Là các anh sẽ đổ cái đà nha. Đổ cái đà gánh ngang nha, xây rồi đổ đà mình. Xây ngang xây chỗ này là đổ một cây đà bằng bê tông lên chung lên ba tấc luôn đúng không? Tắc rồi, đổ tắc à. Lên tắc luôn ha. Rồi mới đổ cái dĩ chùm lên. Đổ cái dĩ chùm lên ha. Ở trên ở ngoài đó cũng đổ cây đà để nó chịu gánh mới nổi đúng không? Gánh tường. Tại vì khi mà mình xây tường hết á thì mình cái tiền gạch thì nó cũng không có bao nhiêu. Tuy nhiên để chịu được cái phần gạch á thì mình phải có đầy đủ đà hết. Là nữ là nó phát sinh cái ngôi nhà là nó phát sinh là phát sinh cái phần đà đó, nó quan trọng là cái phần đà. Tại vì nếu như mà không có cái phần đà mà gánh gạch đó thì mình xây gạch như thế này không á thì cũng có thể làm được. Tuy nhiên là khoảng 1-2 năm là nó sẽ xé tường. Lúc đó thì nó rất là nguy hiểm, nó sẽ lúng rồi nó sẽ xé tường. Tại vì nếu như làm hết ngôi nhà bằng tường thì phải đổ đà bê tông hết. Sắt đồ phải đà 20 sắt đồ phải gánh hết nên là nữ là chi phí nó phát sinh nó sẽ nhiều hơn tí xíu. Nên một cái ngôi nhà bình thường á thì làm bình thường á mà nếu như mà xây này không mình xây bằng gạch hết rồi mình xây lên giá gạch vẫn bình thường. Tuy nhiên mà để cho nó chất lượng á thì làm bằng gạch hết phải đổ đà nên thành thử là ngôi nhà nó sẽ chi phí nó sẽ cao hơn. Để chia sẻ cho cô bác quý chị hiểu thêm ha. Chứ nếu như mà mình làm một cách cho nó sơ sài á thì nó những người như cô chính đâu có tiền đâu mà sửa lại. Tại sụp lún rồi thợ thầy đâu ngôi nhà mơ ước mà đâu có. Khi mà làm xong thì phải xài được vài chục năm chứ làm 1-2 năm mà nó bị sụt lún thành thử là thấy cũng thương, đâu có tiền đâu sửa mai mốt dột nữa. Thành thử là mình với mấy anh thợ có trao đổi với nhau rằng làm cái gì cũng phải có cái tâm tí xíu. Mặc dù trong cái quá trình mà các anh em thảo luận với nhau làm á thì nó có những cái chi tiết mà nó không được nhỏ mà nó không được thẩm mỹ lắm thì các anh em sẽ khắc phục ở những cái ngôi nhà tiếp theo. Tuy nhiên về cái độ bền, độ kết cấu của bê tông và độ chắc của ngôi nhà thì mình thấy cái đó là phần bắt buộc rồi. Nên thành nữ là các anh em cũng sẽ cố gắng làm tròn những cái phần đó. Còn cái phần như thẩm mỹ thì cô bác quý anh chị góp ý đến đâu thì các anh em cũng sẽ tiếp thu và luôn ghi nhận những cái ý kiến của cô bác quý anh chị để cho những cái công trình, những ngôi nhà tiếp theo nó sẽ hoàn thiện hơn. Đó. Chỗ thì anh thấy khác nhau như này, sớm anh Hùng cũng có chia sẻ nè. Ở đây thì cát nó dễ sụp lắm cho nên dạ. Các anh phải xài cái mặt dĩ. Đúng rồi. Có mua sắt để xài. Cái nền nó khác nhau đúng không? Yếu. Đó, phải xài cái mặt dĩ nè nên rất là kiên cố. Dĩ là sắt 10 ha anh hả? Sắt 10 biên dép vòng còn cái nhựa sắt 6. À, mấy cái biên như này có nghĩa là đổ dĩ để cho nó gánh đây hết đúng không? Rồi sắt 10 còn dính giữa thì sắt 6. Vậy đổ dĩ là giáp luôn cái dòng thành này hay luôn. À còn sắt vừng thì chảy cặp theo cái tường này mình đổ như đà giả vậy đó, đổ chung luôn cái bọc. Ừ. Là bao nhiêu cây sắt ở chỗ này nè, ví dụ như hai cây ha. Cây biên giáp dòng hết. Ừ. Còn cái này là mình đổ tăng cường thêm hai cây dưới mới trồng lên trên. Là ngày mai là mình mới làm sắt hả? Ngày mai làm sắt. Là chiều nay là mình làm cái công đoạn là xây ra thành cho nó cứng đang vô cát vừa với lại vô cát là bao nhiêu khối cát, nãy em nghe nói là bao nhiêu khối cát
cái này nó khoảng 18 khối cát, khối đủ. Mà mình mua khối thiếu là khoảng 30, gần 30 khối. Ừ, hàng chi hồi nãy em nghe nói là 30 khối. Tại vì cát này là cát khối đủ, khối thiếu sao em không hiểu ta? Đúng, tại vì người ta bán là không có khối đủ. Ta bán khối 8 đất hoặc là 6 đất. Ta bán từ tính khối vậy. Mà thật sự là nó thiếu. Mà cái dự toán của mình là khoảng 20 khối. Mà chạy ra khoảng 30 khối, 3 ngoài khối. Em không hiểu cái từ là, để cho anh giải thích cho em rõ là cái từ là chậm chậm thôi. Các khối đủ và các khối thiếu ở mỗi nơi nó bán khác nhau hay là như thế nào? Mỗi nơi bán khác nhau. Là bây giờ thường thường nó bán là thường thường ở đâu cũng vậy, là khối thiếu mà không bán khối đủ. Người ta cũng nói mình là khối thiếu chứ không phải khối đủ. Ủa sao cát mà có sự đông mà khối thiếu khối đủ không hiểu luôn. Người ta tính cái phương tiện ta, nó cái xe người ta tiện sao đó. Ta tính vậy. Rồi cát ở đây nó mắc hơn trên mình không? Không, đó, giá cũng tương đối bò. Cát cây xây thì mắc hơn cho mình khoảng 20 ngàn. Cát xây ha. Cát lắp thì cũng quân bình, cũng ngang với mình. Tính nước, tính cái tiền cát hồi nãy em nghe nói ở trong cái khuôn viên nền không là 10 triệu hả? Khoảng 9 triệu, muốn nhân công đẩy vô nó khoảng cả triệu nữa. Muốn mấy anh ở đây đẩy vô. Cả triệu cũng... Tiền cát không là hết 10 triệu à? 10 triệu. Công trình của anh hợp lãnh hôm trước là 61 triệu. Mà tiền cát không là hết 10 triệu hả? Cát ấy không ai chưa tính cát xây nha. Cát đó là đi cát bơm nền thôi đúng không? Cát lắp nền xong đó, còn cát xây tô rồi kia. Bình thường là nếu như mà gặp em hỏi thử ha. Này là nghề của ảnh thì ảnh làm cái lương tâm mình không có bao giờ ai, tại vì nghề của ảnh mình hiểu hết. Nên là nữ nếu như mà cát này là xây hết luôn thì nhiều tiền không? Cát xây xây là xây xây gạch nè. Là mình xây tô ha. Chắc khoảng cỡ hết luôn lót gạch này kia cũng cỡ cây chục khối. Chục khối hả? Chục khối. 4 triệu nữa. Là cát xây tô là hoàn thiện lót gạch luôn nha, là cả chục khối nữa. Khoảng 6 khối 7 khối, mà khối thiếu thì khoảng 10 khối nữa. Này bởi nó nhiều, cái dự toán lên nó nhiều. Còn có người ta không biết, nói cái nhà này cao lắm chừng 18 khối, thì thật sự là đúng 18 khối đủ, mà mình mua khoảng chừng 30. Phải khối 18 thiếu, khối đủ thiếu. Nhưng mà 30 khối thiếu hả? Đúng rồi. Như vậy không biết. Như cái nhà này mà xây hết hoàn thiện với mà cán nền lỗ gạch với bê tông là khoảng gần chục khối nữa, hết gần 4 triệu tiền cát xây tô á. Cát xài có nghĩa là cát cát không là mình tính là khoảng là 15 triệu. 15 triệu. 15 triệu tiền cát đâu ít đâu. Nhiều ghê á. Nhiều. Đâu cái phần cát không là 15 triệu đó. Cát nền với cát trên. Đâu ít đâu. Một khối thiếu thì nó 6 tấc, 8 tấc là sao em không hiểu ta? Như tỷ là một thước á, người ta bán khối đủ á, thì là 10 tấc. Còn cái này nó bán khối thiếu là chỉ có 6 tấc hoặc 7 tấc. Mà giá nó rẻ hơn đúng không? Không, không, giá thì nó quân bình thì cũng y gan vậy. Còn như tỷ ta không bán khối đủ. Ta cũng tính là như nếu mà khối đủ thì chạy ra 400 ngoài, 500 mà cũng vô đó. Nó vậy, nó vậy. Nhưng mà các khối thiếu thì nó rẻ hơn đúng không? Đúng. Thì mỗi cái mình mới hiểu thêm cái nghề xây dựng cho mình luôn. Cát không là cái nhà này cát lắp với cái khoảng 15 triệu. Đâu ít đâu. Nên là nữ là chỉ có mấy người ở trong nghề mới hiểu. Đấy, nói sao mà cái nền đó mà tính khối cát vậy, không phải thật sự là ý gian vậy. Có nghĩa là 30 khối cát, ở đây là 30 khối cát thiếu. Thì nó tương đương với khoảng là 18 khối cát đủ. Đúng. Thì nếu như mà khối cát đủ thì nó khoảng là 400-500 ngàn khối. Thì nó cũng gần 9 triệu. Dạ cũng 90 triệu đó. Mà này 30 khối này cũng gần 9 triệu. 30 khối này cũng gần 9 triệu. 30 khối hiếu nha. Chứ đừng nói là mai mốt là cô bác của anh chị không hiểu lên bình luận cái nhà nhỏ xíu gì là 30 khối cát. Là có nghĩa là khoảng 18 khối thôi. 18 khối đủ là một khối là khoảng 6 tấc. 6 tấc. Gì 6 tấc là 18 khối thiếu chứ, 30 khối thiếu chứ. Thì 30 khối thiếu. Dạ. Vậy là anh Đồng hiểu thêm chưa? Hiểu ơi. Nếu mình học nói là anh hiểu rồi. Dạ. Khối thiếu tức là người ta cũng bán cho mình, người ta nói y rang như vậy. Chứ không phải là người ta bán cái khối đó nó bị thiếu. Đúng rồi. Bán gì đó. Tại vì ở vị trí... Nhưng mà vì sao người ta không bán khối đủ mà người ta bán khối thiếu ta? Không, cái tính cái phương tiện xe người ta sao á? Cái xe người ta sao? Phương tiện xe ta tính sao cho nó chẳng cái cút xe người ta? Giống như anh Tú nói với Bùi Hồ tại ông bị chậm tiêu. Anh Tú khờ của nhà ông Nhất á. Mà ta hạ tiền xuống.
tính khối đủ khối thiếu thì nó cũng ngang vậy. Thì khối đủ thì 400 ngoài, còn như khối thiếu thì khoảng 280-300 vậy đó, còn các kia thì 300 mấy vậy đó. Dạ hiểu rồi, vậy là bây giờ hiểu rồi. Mà cái vần đây của chỗ nhà của cô Chính này á, không có đất, không có nhiều nên thành nữ là cát là bơm vô hết luôn. Nhiều. Nhưng mà nhà mà có cát với đất thì nó sẽ êm hơn đúng không? Mà cái này mình đổ dĩ chân. Dạ, đổ dĩ hết. À, có nghĩa là nhà của cô Út á là có cát với đất. Có cái hầm cầu. À, có cát với đất rồi, có hầm cầu mình moi lên thành nữ là nó dẻ sẵn rồi. Mình chỉ cần đổ bê tông thôi là nó được rồi. Còn cái phần này đa số là cát nên bắt buộc là mình phải đổ luôn cái phần dĩ, đúng không? Để cho nó chắc chắn. Thầy khảo sát mỗi một cái địa chất nó khác nhau nên nó khác nhau. Với hai nữa mình có cái dìm ba tắc nè. Có cái dìm ba tắc nè, mình đổ xong này đừng cho nó gãy. À. Ở chỗ của Út là dùng đất nó không có bị sụp. Dùng đất cứng á, đào thì các anh thợ đào là phòng tay hết trơn luôn. Đúng rồi. Có nghĩa là được an toàn cái là anh hai cái sắt 10 ở đây á. Ở cái vòng đó, quanh cái đà này hết thành nữ là với lại kết nối với lại cái phần ở trong đổ dĩ hết nên là nữ là nó sẽ rất là cứng luôn. Đó, mọi cái như sắt cát đá mấy cái phần này nó mỗi thứ chút nó nhiều tiền lắm. Mà đây là review chân thật nhất luôn á. Nói giờ nói thiệt chứ bây giờ làm YouTube mà tưởng đâu đi làm xây dựng không à. Nên cô bác anh chị thời gian gần đây cô bác anh chị sẽ không hiểu là đây là kênh YouTube chuyên về review xây dựng nhà hay sao á. Nhưng mà thật sự là ít có cái ai mà review chi tiết theo cái kiểu này lắm. Theo kiểu của mấy anh em mình có nghĩa là từ lúc mà đổ đà, cuốn nền rồi xây lên sao, làm sao, bàn giao nhà sao, chi tiết sao. Nên review càng chi tiết thì càng dễ bị chửi. Cái đó là nói thiệt luôn á. Review càng chi tiết càng dễ bị chửi. Tại vì có những cái nó cô bác anh chị chỗ này nữa làm khác, chỗ kia nó làm khác, đổ đà gì nó đủ thứ kiểu nên là nữ là thôi thì chửi cũng đã chửi rồi, chửi thì nghe, chửi thì muốn ngửi cũng có sao đâu. Đó bây giờ thì cũng chia sẻ cô bác anh chị hồi sớm là Bùi Hồ nói là khoảng 30 khối cát. Mà tại vì không hiểu cái ngành xây dựng 30 khối cát là 30 khối cát thiếu á, là tính theo khối cát đủ là chỉ có 18 khối, nhưng mà cái tiền mà đổ vô cái phần cát ở trong này thì khoảng 9 triệu thì nó tương rồi đợt, mướn mấy anh ở xóm nè, mấy anh thanh niên lực lưỡng nè, rồi đẩy vô rồi khoảng gần cái triệu nữa là cũng như gần 10 triệu tiền cát rồi đó, nhiều đó thấy nó cũng nhiều ha. Rồi bây giờ thì thời gian cũng đã gần chia sẻ cũng cho cô bác quý anh chị mừng tượng được cái nhà ha. Cái đây là mai mốt chỗ khu vực này nè sẽ Bùi Hồ đứng là một cái lối đi, cái này lối đi thẳng đến cái nhà vệ sinh luôn. Còn cái cửa thì nó nằm ở phía bên tay phải, mặt trước thì có luôn cái cửa sổ nhà, cái chỗ rửa sàn nước này ngay chỗ cái lu á, thì cái phần anh hợp anh sẽ làm đổ hết cái phần đó luôn cho nó sạch sẽ, cho nó không có phần đất lồi lõm như ở trong kia nữa. Và sau này là sẽ làm hoàn thiện chỗ đó luôn. Lý do là ngôi nhà này nó có nhà vệ sinh sẵn rồi, mình phải lôi nhà lớn thẳng ra ngoài sau. Thành nữ là có những cái nó phải, nếu như mà làm hết luôn á thì nó sẽ đẹp hoàn hảo hết. Còn bây giờ thì bây giờ mình sẽ xử lý được chỗ nào thì mình xử lý cho cô luôn cho nó gọn. Này khoảng mấy ngày sau anh Hợp? Là, bên anh á? Chắc cỡ 2 ngày nữa giao một bằng cho anh Vũ. Dạ hả? 2 ngày nữa anh Vũ xuống hả? Anh có cần nhận tiền thêm không? Chưa bộ đấy mình đặt là 3 độ ha, lấy thêm sao. Dạ. Bây giờ hôm trước là gạch đó. Gạch là mình chọn là gạch da gỗ. Gạch da gỗ rồi. Bây giờ sao? Bây giờ giờ chơi giả đá. Hôm đấy chơi giả gỗ cũng bị chửi quá trời luôn. Hôm đấy Bùi Hồ chọn với Mộc Đồng chọn đi. Không bây giờ cô biết chọn không ta? Bây giờ như thế không này rồi. Nè, mình chở cô ra đó cho cô chọn đi. Cũng được, cũng được. Bây giờ mình có chọn gặp đó thì em với cô với anh đi luôn. Đâu. Cho ba người thống nhất với nhau. Chứ bây giờ cô chọn thì lên cái nói sao chọn, tại vì cô đó giờ ít chọn màu á. Mà gạch màu xanh á thì bây giờ nó bị lỗi thời rồi. Nó ghẻ. Gạch màu xanh ngọc của mình á, bây giờ là nó ghẻ lại rồi. Mà bây giờ màu thịnh là mà gì anh hả? À, thịnh là gạch nếu mà 50-40 á, chỉ có giải gỗ là mắc thôi chứ không có gạch nào qua gạch đó được. Dạ hả? Đây. Em nghĩ là nhà mấy bé
bé nhiều quá thì mình nên xài giả gỗ cái màu cho nó. Thôi giả gỗ anh học bị chữ luôn. Ở chỗ đây. Bây giờ chắc mai mốt mà mấy anh em mình tự chọn đi, màu gạch đó giữ bí mật tí xíu đi. Thật ra là không lẽ mình lại chơi gạch màu hồng chứ. Tới mình mua đi bà hồ tư vấn với bà chủ rồi mình review luôn, hỏi coi giá gạch sao sao mình nói có tầm bậy không. Lại đó là review chi tiết luôn đúng không? Là coi hỏi gạch gạch bông với gạch màu của nó, coi nó dưới gạch giả gỗ coi người nào cao. Cái này mới đúng cái câu là dằn dằn thiệt thì không sợ lửa nè. Đúng anh không? Chuyến gọi mấy đêm rồi không ngủ được nè, chuyến này ảnh muốn làm cho rõ ràng tí đi. Anh Hợp ơi, hôm trước là anh nhận là 110. Anh với anh Vũ, anh là 61, anh Vũ là 58. Là chưa phần La Phong đúng không? Chưa La Phong. Rồi thông tin với cô bác của anh chị là tại vì cái ngôi nhà này nó nhiều chi tiết lắm, những cái chi tiết lên xong rồi biết liền à, chứ không phải là thấy vậy chứ nó nhiều chi tiết. Tại vì xây bẩn trước rồi xây cũng buồn rồi lên cái dìm ba tắc nữa. Nó nhiều chi tiết. Có nghĩa là xây rồi dán gạch lên nữa cô bác của anh chị. Bây giờ chơi sang chút xíu, bây giờ ông chịu lỗ chút xíu ông dán lên ở phần trước, dán lên tới trên ông chịu không? Thì ở trước dán tới nóc. Đó. Dán tới mấy chai gà. Còn ở trong này là dán mấy chữ hết. Ở trên là bê. Ở trên lăng bơi cho nó lăng bơi rồi để hai ngày sau review để thôi, nó chưa lên sơn á. Cái này mà làm cho nó lên liền luôn. Cho lên liền. Đó, vậy là thông tin gõ với cô bác của anh chị là 119 triệu. Đó là gồm có mặt dựng ở đằng trước, dán gạch lên tới nóc nha. Rồi mặt ở trong này là lên 1,5 m rồi lên đăng lăng bơi luôn nha. Là lần này là mình chơi cái cửa phòng là giả alu giả đá nha. Nói với màu, màu trắng cửa trắng đi trắng. Cửa đa số là cửa nhôm hết nha cô bác của anh chị. Cửa nhôm hết luôn á. Rồi xuống luôn xuống. Đó. Không có sử dụng mặt khại nữa. Rồi thì mướn các anh ở đây để đẩy các anh. Dạ. Rồi bây giờ lên kệ cố gắng anh phải gọi là sao? Tên khẩu thời gian nay chửi cũng kệ đi ha. thôi cố gắng đi anh. Thì thôi bây giờ chắc có lẽ là mấy ngày qua thì cô bác của anh chị cũng ngóng thông tin về Thảo là con gái của cô á, sống ở Sài Gòn như thế nào. Thì bây giờ thì chắc có lẽ là tí xíu nữa mình sẽ xin cái số điện thoại của một người kế bên để điện trực tiếp với Thảo cho cô bác của anh chị có thể biết được về tình hình hiện tại luôn ha. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là anh em ốp máy về cái phần xây dựng ở đây và kết nối với Thảo ha. Dạ thì bây giờ thì Bùi Hồ cũng đã xin được cái số điện thoại của Thảo là con gái của cô Chính á. Thì bây giờ Bùi Hồ sẽ kết nối gọi và hiện nay tình hình của Thảo như thế nào hả cô bác của anh chị? Alo? 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 Sao vậy? Alo, em phải tên Thảo không? Dạ đúng rồi ạ. Em ngừng xe, em đang chạy xe hay sao vậy ta? Dạ không, em đang may á. Đang may, em đang ở công ty hay sao? Dạ, em làm ở ngoài tư nhân đó. Hôm nay là thứ bảy mình vẫn có làm hả Thảo? Dạ, em làm suốt thứ bảy, thứ nhật em cũng làm. Mỗi tháng em được nhiêu tiền? Dạ, em làm đây luôn. Bây giờ 4 triệu mấy à? 4 triệu mấy? Em là mẹ của bạn nào ta? Dạ, em là mẹ của tên Úc La. Úc La, mấy đứa em mấy con? Mấy đứa con? Dạ, một đứa con ha. Rồi em hay mẹ mình cất nhà không? Dạ, em không có nghe chứ hết à. Em nghe có đủ cả. Em hay mẹ mình được cô chú anh chị hỗ trợ cất nhà không? Dạ, em cũng như này. Nhà mình đang cất nhà cho mẹ với lại mấy đứa cháu của em với lại con của em nè. Dạ. Anh tên Bùi Hồ với lại mấy anh em một đồng Út Đồng Tháp với mấy anh thợ đang làm ở đây nè. Em có dự định là bao giờ mình sẽ về không? Tết em mới về được. Hả? Dạ, Tết em mới về được. Ủa sao em khóc? Alo? Nè em ơi. Ủa sao em khóc á? Nhớ nhà hả? Sao bây giờ mình về không được? Sao bây giờ mình không chịu về? Dạ, để em qua đây làm được chưa đầy tháng á anh.
Em có muốn về không? Bây giờ em có muốn về không? À, tại vì người ta giúp em nên em cố gắng làm để trả ơn người ta. Ừ, ta giúp mình sao á Thảo? Dạ, tại vì lúc em nói là tôi giúp hiệu á. Ta lừa trước xong rồi, ta làm ta lấy lương trước hết, em không có lương rồi. Nên về bên này người ta giúp em nên em phải cố gắng làm để trả ơn người ta. Làm để trả ơn hả? Dạ, tại vì mà nói về tiền bạc thì em còn thiếu nhiều lắm anh. Thiếu nhiều lắm? Dạ, em nghĩ chắc cũng đỡ mười mấy hai chục triệu anh ạ. À, có nghĩa là bây giờ là người ta làm gì giúp em trả người kia là khoảng 20 triệu. Rồi bây giờ em làm để em trả ơn lại người này. Lúc đó thì người đó giúp em như thế nào và em ở đâu mà vì sao lại giúp khoảng 20 triệu? Dạ thì em bên kia là em làm bên tem á anh. Bên gì? Dạ in cái tem bao bì á anh. À. Xong rồi đi mới bên đây, người ta thấy vậy, người ta đi á, thì em sẽ lại. Người ta mới gọi cho người ta giúp em, để em đi ra. Hiện nay em đang ở quận mấy? Dạ, em đang ở quận Tân Bình. Quận Tân Bình, ở đường nào ta? Dạ, ở đường. Ủa em xin về nghỉ không được sao? Không, tại vì đây là chấp hàng để em đi ra quá. À, có nghĩa là tình hình em hiện tại là có một người ân nhân của em giúp em. Bây giờ em muốn làm để trả ơn cho người ta đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. À, hôm nay em có kết nối, em có nói chuyện với lại Bích La con của em không? La. Không, kết nối con của mẹ em để em có được nói chuyện. Anh đang làm. Dạ em cũng xin phép. Rồi anh sẽ liên hệ lại với em sau nữa nha. Tạm thời thì nắm tình hình của em như vậy đi. Dạ, cảm ơn. Rồi thôi em làm đi. Thì bây giờ là Thảo đang ở trong một cái công ty nó cũng khá là ồn. Thành thử là nghe tiếng được tiếng không. Nắm bắt tình hình đó thì là bây giờ là có một người giúp Thảo ra. Và Thảo phải mượn tiền trước là khoảng 20 triệu. Thì bây giờ cố gắng làm trả ơn và vẫn rất là nhớ nhà, Tết về mới được. Và tình hình cụ thể thì như thế nào thì Bùi Hồ sẽ chia sẻ sau ở những cái video clip sau cho cô bác của anh chị ha. Tại vì nói thì Thảo cũng đang khóc á, đang khóc anh một đồng. Nên thành thử là cũng thương mọi người, mọi cảnh mình cũng không có biết được. Ở trong cái hoàn cảnh thì mình chỉ những người nào ở trong hoàn cảnh thì người đó mới hiểu bộ được hết thôi. Mình muốn trách á, thì mình cũng bây giờ chưa biết như thế nào. Trong khi có một cái nỗi khổ gì riêng cũng không chừng đúng anh một đồng. Đúng rồi. Dạ. Thôi thì bây giờ chắc có lẽ là mình sẽ kết thúc video clip buổi sáng tại đây ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau.